Ngày 17 tháng 10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị xúc tiến và kết nối đầu tư kinh doanh năm 2022 nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp các địa phương. Tại hội nghị, các hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng, Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi thông tin về lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường, xu hướng chuyển đổi số, nắm bắt cơ hội và hội nhập trong thời đại công nghệ 4.0, đặc biệt là những kinh nghiệm vượt khó trong hơn 2 năm đương đầu với đại dịch Covid-19. Các doanh nghiệp cũng được giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa, cơ chế chính sách, các lĩnh vực dự án mà tỉnh Thanh Hóa đang tập trung ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư. Các ý kiến thảo luận cũng nêu những kế hoạch giải pháp nhằm tạo sự liên kết, gắn bó lâu dài giữa các doanh nghiệp hai địa phương Thanh Hóa, Đà Nẵng và các tỉnh thành miền Trung, miền Nam, qua đó góp phần đẩy mạnh hợp tác đầu tư, chia sẻ lợi thế, đoàn kết cùng nhau phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường kết nối đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành phố tiếp tục quan tâm xây dựng cơ chế chính sách nhằm khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp liên kết hợp tác cùng phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, kêu gọi các doanh nhân quê Thanh Hóa tại thành phố Đà Nẵng và các địa phương khác đầu tư về quê hương. Trong chương trình xúc tiến và kết nối đầu tư tại thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng đã tới thăm và làm việc với các doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng như Công ty Thanh Thanh Sơn của doanh nhân Trịnh Vinh Thanh, Công ty Ngọc Quang Đăng của doanh nhân Lê Xuân Thơm và Công ty Xây lắp và Thương mại Dịch vụ Tân Khang của doanh nhân Đỗ Đình Dũng. Đây là những doanh nghiệp lớn có uy tín ở thành phố Đà Nẵng, chủ doanh nghiệp đều là con em của quê hương Thanh Hóa. Về quê anh em mới, về với quê anh, nơi có dòng sông xanh tăm mát tuổi thơ, có tiếng huề rô trên dòng sông Chu, sông Mã. Về quê anh em mới, miền nhân kiệt địa linh, trong đồng đông sơn ngàn năm vọng mãi, núi ngàn nưa vang tiếng công bà triệu, rừng Lam Sơn dậy hào khí non sông. Về quê anh em mênh mang biển hát, sông Sầm Sơn du lơi biển mặn, hai tiếng hài hòa vang khúc nhạc hoan ca. Bao công trình mọc lên cao vút, hóa lọc dầu gọi bàn tay.